là mình sẽ chữa cái chân không đau. Rồi mình chèm cái băng vô trong cái rồi cái người bệnh nó tự mình kéo hết sức, tự mình kéo được. Rồi kéo đi, kéo vô thẳng luôn, kéo vô nè. Cái chân mà này mập dễ nhìn thấy. Đây tôi làm, cho mọi người xem nè. Mình lấy hai tay á, để đây nè, mình đẩy lên, để lên đây, để lên, ok. Và ở hai cái chỗ này là mấy cái van nó nằm ở đây, ở đây mình đẩy lên đây, nè. Rồi bắt đầu đẩy đi, kẹp chân vô, kẹp chân vô, rồi đi, hết cỡ thôi. Rồi mình đẩy đúng rồi, nhẹ quá, rút cái tay vào vô, tay tiếp vô cho nó gọn lại, giống như khi thôi rút nhiều. Đây đây mọi người nhìn lại đây nha, mọi người nhìn lại đây là sự nhìn thấy nha, nhìn thấy tôi bỏ cái ngón tay Anh rồi bắt đầu mình duỗi chân ra, qua duỗi chân ra rồi mình đẩy tiếp, hồi nãy là khóa bây giờ là mở, rồi mình người đẩy tiếp để giống như là đang khóa vậy, bánh bún rồi bây giờ đẩy, không phải bỏ giấy bông ra cho mai gì rồi, đẩy đẩy cái chân, chân nha, đúng rồi, bằng ghế đẩy chân lên, thì phải chịu không? cho giữa ngay cái
Bây giờ mới làm cái đầu tiên được rồi. Đâu có gì đâu, để là con chuẩn bị luôn đúng không? Cảm ơn rất nha. Rồi, ấm cái gì rồi? Lâu không không đau cái gì? Trong tháo đó. Dạ vâng. Dạ cũng. Mười hai rồi đó. Ủa là để ý rồi dịch gì không thấy rõ rồi. Anh chặt 8 tuổi luôn. Ủa à, mỗi lần thôi anh hai ngón tay bắt buộc phải đi qua rồi hay là thì đó em ngạc nhiên nó hỏi ra không hả? Mấy lần chơi đường để tao mua để sao trời rồi đường đẹp đường đẹp sai cái hồi nó mạnh rồi ép vô làm là giờ sau chị ép rồi sao cũng chưa có bây giờ ép nè bây giờ ép bây giờ cái thứ ba mới ép sát vô sát vô sát lưng sát lưng nếu là đây là rồi được không cố cố chưa ok ok rồi bây giờ thì chạy đọc cái gì đấy đến đi bốn năm sáu ăn thì mình cũng mệt anh chị không dám ăn tiền được cuối cùng mình làm á Có người nâng đau đấy. Rồi dừng ở đây rồi em bỏ cục đá ra. Khi mà được để cục đá vô lưng. Đây, lại như dữ. Rồi, xin mời. Khi được để cục đá lạnh vô lưng, nãy giờ khoảng chừng 15-20 phút, thì bây giờ cái đi á, cảm thấy nó rất nhẹ nhàng và nó còn đi ngắn quá thì đi dài nữa thì con chưa biết nó như thế. Đi thử đi. Thôi nhưng mà là bây giờ là cảm thấy đi bước đi á, cái chân dở lên không giống như là trước đó. À. Đi rất cảm thấy nó bình thường. Rồi ngồi xuống đứng dậy rồi thử coi nó dễ chịu không? Nhớ là khi mua cục đá bỏ ngăn lạnh cái đúng gì chứ. Ok. Rồi. Rồi, giờ ngồi xuống đứng dậy coi sao. Rồi, bình tĩnh. Ngồi xuống đứng dậy, ok. Up. Rồi, nhanh lên chút sao đó. Rồi, bây giờ cảm giác sao rồi? Nó mềm lại, nó có thể là nó cong lại được nhiều hơn là lúc đầu. À rồi, hồi nãy có tư thế kéo còn khó đó, bây giờ làm thử coi. Ok, ngon lên nè. Nhưng mà chưa 100%. Ôi trời. Rồi, cảm ơn, đã rồi. Rồi, xin mời. Sao mà khổ thế? Không chứ. Khoan. Sao vậy? Bị đau cái gì mà đi mà ngồi xuống đây như này? Không, đừng. Rồi ma đó là toàn thân con đau nhất. Đâu có làm gì đâu. Rồi ma. Nhưng cũng nhờ con có uống thuốc bắc đó hả? Con uống thuốc bắc rồi tập khí công rồi lại sám hối nên giờ đỡ nhiều. Rồi nhờ sám hối. Rồi, bây giờ ngồi xuống miếng dây bình thường đây. Đây. Xin chân ngồi xuống miếng đó. ngã ra luôn. Rồi, bây giờ bắt đầu ngồi xuống đứng dậy khác rồi. Rồi, đứng dậy. Mạnh lên. Ủa là cái thầy mà
tế. Lần đầu tiên. Tức là bao nhiêu lâu rồi không làm được vậy? Tại vì ở nhà con lại phòng cũng phải có cái gối rồi chờ xuống như vậy mới làm được chứ không có thẳng đứng thẳng vậy. À. Vậy là kỳ này là vật ngon lành rồi ha. Đấy. Rồi. Ồ. Phải chừng đá. Phải chừng đá nóng. À, rồi chút xíu tôi hướng dẫn thêm. Rồi xin mời. Rồi mời tiếp. Bây giờ còn ngon lành đấy. Đi câu. Nhớ nha. Rồi trẻ mà. Đỡ hơn, đỡ hơn hồi nãy. Vậy là tốt rồi. Dạ. Rồi nhưng mà sao? Nghe rắc rắc cái chỗ này nó không thấy hay lắm. Rồi từ từ. Rồi. Rồi. Thôi vậy là tốt rồi. À, cái quan trọng là giảm cân. Chứ còn ông mà lung tung vô đó riết là bà xã chê. Nha. Ừ. À. Ngon lành ha. Bây giờ thấy dễ chịu không? Dạ. Ok rồi, xin mời em. Ngon lành ha. Sướng rồi. Rồi. Ngon lành ha. Rồi, xin mời. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.